Nói chào các em, mời các em xem bài chương 4 Hình cậu, hình nó, hình cầu. Quan sát hình chữ nhật ABCD. Quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định, ta được một hình trụ. Cạnh AB ghép ngang mặt xung quanh của hình trụ. Cạnh DA, CB ghép ngang hai đáy của hình trụ là hai đường tròn bằng nhau ở hai mặt song song. Cạnh AB là đường xung hai chiều cao bằng với cạnh CD, gọi là trục của hình trụ. Cạnh DA, BC là bán kính của đường tròn ở hai mặt đáy của hình trụ. Trên thực tế, có nhiều sự vật được làm từ hình trụ như hộp sữa, ly, lon nước ngọt. Nhắc lại, lọ gốm ở hình ảnh thứ 4 cũng là một hình trụ. Hãy cho biết đâu là đáy, đâu là mặt xung quanh và đâu là đường xung. Ta làm bài tập 3. Quan sát 3 hình dưới đây là chữ ra, chiều cao bán kính đáy của mỗi hình. Với hình A, có chiều cao nhất là 10cm, bán kính là 4cm. Với hình B, chiều cao là 11cm, bán kính là 0,5cm. Với hình C, chiều cao là 3m và bán kính là 3,5m. Gần với thực tế, khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy thì phần mặt phẳng cắt là một hình tròn bằng với hình tròn đáy. Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục thì mặt cắt là một hình chữ nhật. Như vậy, với một hình trụ có bán kính R và chiều cao h, ta có diện tích xung quanh là diện tích của hình chữ nhật, có chiều rộng là chiều cao của hình trụ, chiều dài là chu vi của đường tròn mặt đáy. Tiếp theo, thể tích hình trụ có thể ký hiệu V bằng S nhân h. Trong đó, S là diện tích đáy, H là chiều cao. Ta làm nhanh bài tập 5, đường vào chỗ trống. Tóm lại,